nói 1212 nó khác. 1212 đúng không? Rồi cái kia anh hát anh nói 12 cái kia 1112 nó vang lên 12 nó vang nó cực ngốn à. Nó dơ. Anh mua nhiêu? Mua cỡ 600 mấy á. 600 mấy là gì vậy? Hát hay gì vậy? Nó cái âm thanh thì nghe được nhưng mà hát karaoke cái echo của nó không có. À, cũng như không cái nhạc nó cái nhạc thì nghe hay đúng không mà đúng. Cái âm thanh cái không, à, hát nó cái không á echo cái giọng nó không ngọt ngào đúng rồi đó. Nó không có sáng đúng không. Bây giờ anh muốn em làm sao mà em chỉnh cái micro cái thằng Thánh gắn vô đúng rồi thử rồi. Ok để em thử ha. Ok đó, cái loa này thì mua 600 mấy lần nữa hả? 600 mấy mà hát thì không hay đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cái bộ mic thằng Thánh kia anh sẽ thấy hát hay liền. Để rồi, em cắn rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái mic của cái loa này nè, anh mua 600 mấy. Alo. 1 6 6 7 6 7 1. Đó là này là dạng echo maximum 10 đúng không? 6 7. Buồn lắm chứ mới là mình thấy nó ngắn và nó cục đơ, nó rất là đơ, nó gọi là đơ. Buồn lắm chứ mới. Đó là cái này là nó đi lại nó mà 600 mấy nè. Bây giờ mình sẽ thử cái mic thằng Thánh nè. Cái mic này thì mình có thể chỉnh cái độ vang lên nè.